Vios 2021, 2022 thì lắp màn như nào rồi anh em? Bình thường anh em cái màn zin của anh em chỉ có là 7 inch như này, nó nhỏ xíu này. Đây, đây là cái dương cũ nha anh em nhé. Khi mà lắp lên dương mới này, giữ nguyên zin nha anh em, có thấy thay đổi gì không? Vẫn nguyên zin, nhưng mà cái màn hình nó to, đẹp hơn, phẳng hơn như này. Anh em cảm ứng này, mượt hơn đó. Quá là sắc nét rồi. Cái điều đặc biệt ở đây đấy là khi anh em lên màn Android rồi, anh em không phải chạm vào màn hình nữa, anh em lạch tay hết ra lệnh bằng giọng nói luôn, đi đến sân bay Nội Bài đấy, anh em chỉ cần nói như này thôi, ngay lập tức là nó sẽ tạo cái lộ trình cho anh em đi đến cái sân bay Nội Bài ngay. 67 cây này, nên là anh em đi đâu rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái ở đâu thì anh em có cái này nó báo hết. Anh em muốn nghe nhạc cho đỡ buồn chán không anh em? Mở video nhạc trẻ hot TikTok. Đang mở video nhạc trẻ hot TikTok. Anh em là thấy công nghệ chưa? Bình thường cái màn zin anh em đâu ra lệnh giọng nói như này được đúng không? Ngoài ra nhá, anh em muốn mở cam đúng không? Đây, mở camera bên trái. Đấy, mở ngay cam trái này. Mở camera phía sau. Anh em có thấy cái màn nó thông minh không? Đây, mở camera bên phải. Chưa hết nhá. Bình thường anh em mà đi vào ngõ hẹp đúng không? Anh em chỉ cần bật cảnh báo này. Anh em đã thấy hai bên này chưa? Đánh lái này. Anh em quan sát được lốp chưa? Anh em muốn lên vỉa hè đúng không? Hoặc là đỗ xe vào nơi hẹp đúng không ạ? Có cái này thì anh em rút ngắn được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm kinh nghiệm lái xe hả anh em? Anh em bình luận ở bên dưới phần comment cho mình nhá. Anh em nào mà chưa có màn mà muốn nâng cấp một cái màn xịn sò như thế này thì anh em hãy tới Akala anh em nhá.